Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bóng hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Quý Linh xin chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp, chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để được tư vấn miễn phí quý vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi một vấn đề, đó là đau mỏi chân tuổi dậy thì, bệnh nguy hiểm chớ coi thường. Phải nói đây là một căn bệnh mà các bậc phụ huynh hình như là ít để ý quý vị. Trẻ em thì đến tuổi dậy thì rất là quan trọng, có thể là những cái xương khớp phát triển rất là nhanh, chính vì thế nó kéo cái cơ căng ra thì nó đôi khi đau nhất, thậm chí những cái xương khớp á, của trẻ hoạt động quá nhiều nhưng những cái bổ sung chất dinh dưỡng nó chưa đủ, chính vì thế nên trẻ có thể rối loạn về xương khớp. Nếu cha mẹ không để ý trong giai đoạn này, đôi khi nó là một cái hệ lụy rất dài cho cái tương lai của trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi vấn đề đó với chuyên gia của chương trình, đó là thạc sĩ bác sĩ Đinh Thạc, trưởng khoa tâm lý của Bệnh viện Nhi đồng 1. Chào bác sĩ ạ. Xin mến chào MC Quyền Linh. Và chúng tôi cũng mời đến phim trường một trong những người có con trong độ tuổi đó để có thể chia sẻ với bác sĩ Đinh Thạc để tìm ra những cách đề phòng, những cái nguyên nhân nào chúng ta có thể hỗ trợ cho trẻ được tốt trong giai đoạn này. Mời chị. Tôi chào bác sĩ. Chào MC Quyền Linh. Chào chị. Vâng, tôi là Nguyễn Thị Anh Trúc. Tôi đến từ phường Bình Phúc, Ba Đình. Tôi cũng có con gái, năm nay 13 tuổi. Bắt đầu cái giai đoạn 11 tuổi ấy, đến năm 12 tuổi thì bé nhà tôi có cái hiện tượng là đau nhức mỏi cơ ấy. Lúc ấy thì cái tình trạng đấy kéo dài cũng thời gian cũng khá dài. Vợ chồng tôi thường buổi tối ấy, thường hay bị xoa bóp cho cháu để giúp cháu cải thiện cái tình trạng đấy. Cái tình trạng đấy cũng kéo dài khá là lâu nên vợ chồng tôi có đưa bé đi khám ở bệnh viện. Thì được biết bác sĩ kết luận rằng là bé bị đau cơ cái tuổi dậy thì đấy ạ. Bác sĩ có thể cho chúng tôi biết được rằng là tại sao cái độ tuổi đó dậy thì đó thì hay bị đau nhất rồi cơ xương cũng như đặc biệt là các khớp ở đầu gối này kia. Cái giai đoạn quan trọng đó là cái giai đoạn tiền dậy thì và dậy thì. Đây là cái giai đoạn mà các cháu nó nhổ giò nó cao rất là nhanh, có những năm cao được 8 đến 12 cm. Kèm theo cái đó là các bé nó phát triển về chiều cao. Sự phát triển nhanh như vậy á thì nó sẽ giúp cho bé dĩ nhiên là phát triển cái chiều cao rồi, song hành với đó thì cái sự phát triển cơ khớp dây chằng nó cũng cần nó đáp ứng cho kịp, nhưng mà sự phát triển của cơ nó chưa kịp. Khi mà cái xương kéo dài ra thì cái cơ nó bị căng và thường thì sẽ gây đau nhức cho các cháu. Và cái chuyện đau nhức nó thường thì xảy ra vào ban đêm. Lý do tại vì thường khi mà các cháu bắt đầu vào giấc ngủ tốt thì cái xương sẽ dài ra do sự kích thích của những cái hormone. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cái giai đoạn mà đau nhức về xương khớp cũng như là mỏi chân, mỏi tay nhiều nhất nó nằm ở giai đoạn tuổi nào của bé? Thì thường thì nó rơi vào cái giai đoạn là bé bắt đầu dậy thì đó. Đối với các bé gái thì từ 8 đến 16 tuổi, bé nam thì từ 12 đến 18 tuổi. Vào cái độ tuổi đó thì thường sẽ xuất hiện những cái cơn đau, những cái cơn mỏi nhức cái khớp gối, khớp cẳng tay cẳng chân vân vân. Khi mà có những cái biểu hiện đó thì ngoài cái biện pháp là xoa bóp massage như vậy á, thì chúng ta cũng nên nghĩ đến cái vấn đề bổ sung những cái yếu tố cần thiết cho sự phát triển của xương. Đây là những yếu tố rất là quan trọng giúp cho xương có sự cân đối khi mà cái nhu cầu canxi của cơ thể tăng lên rất là nhanh. Thêm vào đó thì chúng ta cũng khuyên các cháu á, trong cái vấn đề luyện tập giai đoạn dậy thì bao giờ cái gì luyện tập nó vừa sức, nó phù hợp với lứa tuổi thì nó cũng mang lại cái lợi tốt. Trong giai đoạn này nếu mà không có sự điều tiết về vấn đề luyện tập thì sẽ càng gây đau đớn cho các cháu nhiều hơn. Vâng, thưa bác sĩ, con gái của em ấy đi khám thì bác sĩ kết luận là đau là do quá trình bé đang dậy thì. Có một cái trường hợp cậu con trai ở bạn ở công ty em ấy cũng có cái tình trạng là đau nhức mỏi cơ các thứ. Thế là đi khám thì bác sĩ lại kết luận đấy là do đau xương khớp có bệnh lý đấy ạ, chứ không phải là do đau về phát triển. Em muốn hỏi bác sĩ là nếu mà giữa hai cái đấy thì nó sẽ có sự khác biệt như thế nào? Và có cần phải phòng ngừa hay là như nào không ạ? Thì đây cũng rất là dễ. Chúng ta chỉ cần chạm vô cái chỗ đau là chúng ta có thể phát hiện được rồi. Đau do tăng trưởng xương trong giai đoạn dậy thì khi mà chúng ta sờ chạm thì hầu như không có gây những cái kích thích đau đớn cho các cháu nhiều. Còn đau do những cái tình trạng bệnh lý khi mà chúng ta quan sát, chúng ta sờ đụng vào đó thì nó có biểu hiện của viêm nhiễm. Ví dụ như cái chỗ đó sẽ bị sưng, chúng ta thấy nó sẽ phồng lên. Cái thứ hai nó bị đỏ, viêm nó sẽ gây đỏ cái da, thậm chí đụng vô rất là đau. Các cháu nhiều khi mà chúng ta đụng nhẹ cũng có khi đau đớn gây cho các cháu khó chịu và thậm chí các cháu có thể khóc. Thì đây cũng là một trong những cái biện pháp để phân biệt giữa đau do tăng trưởng trong giai đoạn dậy thì cũng như đau do bệnh lý. Hiện nay có rất nhiều những cái bệnh lý có thể gây đau đớn trên cái phần chân tay cơ thể của bé, ví dụ như là viêm khớp, thấp khớp rồi những cái chấn thương. Thì những cái trường hợp đó mình gọi là những cái đau nhức chân tay bệnh lý. Thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta nên đi khám bác sĩ sớm
để có cái sự chẩn đoán, xác định và loại trừ đi cái tình trạng bệnh lý đó. Nếu như mà chúng ta đã loại đi được những cái tình trạng đau nhức do bệnh lý rồi thì hiển nhiên cái vấn đề đau khớp do tăng trưởng, đau chân, đau tay do tăng trưởng thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp can thiệp kịp thời. Vì nếu như mà không can thiệp kịp thời thì cũng sẽ gây ra những cái khó chịu, những cái bất lợi cho sức khỏe của bé sau này và sẽ làm giảm đi chất lượng cuộc sống của các cháu. Nãy giờ chúng ta đang nói về cái việc trẻ đang tuổi dậy thì nó sẽ phát triển về xương khớp rất là nhanh, nó không kịp đáp ứng bởi vì những cái nhu cầu dinh dưỡng như là canxi nè, rồi những chất dinh dưỡng khác. Vậy thì ngoài những cái nguyên nhân đó, nó còn nguyên nhân nào đặc biệt để cái trẻ gọi là bị đau nhức về xương khớp cũng như là mỏi chân, mỏi tay không ạ? Hồi nãy mình cũng có nói đến một cái yếu tố là do các cháu nó vận động quá nhiều, nhất là trong giai đoạn dậy thì mình cũng vẫn thường khuyên các cháu là muốn có một cái sức khỏe tốt thì chúng ta cũng có những cái vấn đề luyện tập thể lực. Nó cũng sẽ góp phần làm gia tăng cái sự phát triển chiều cao tối ưu cho các cháu. Và đặc biệt đó là nó sẽ nâng cao cái sức đề kháng cho các cháu. Khi mà sức đề kháng tốt thì em bé không có bị bệnh, ít có những cái lần bị nhiễm trùng thì các cháu sẽ không phải sử dụng thuốc, các cháu sẽ không phải giảm cái vấn đề ăn uống thì nó sẽ mang lại cái lợi ích rất tốt cho vấn đề phát triển cân nặng cũng như chiều cao. Mỗi cái độ tuổi sẽ có những cái bài tập thể dục, thể lực nó phù hợp. Cái thứ hai là những cái môn đó các bé nó ưa thích và phải vừa sức. Nếu mà chúng ta tập quá sức, ví dụ như vận động nhiều quá sẽ rất là mỏi, đau những cái khớp. Do đó chúng ta cũng nên khuyên bé là nên tập vừa sức của mình thôi để làm sao giảm đi cái tần số tác động trên xương khớp, cũng là cái cách để cải thiện sự đau nhức chân tay trong cái giai đoạn tuổi dậy thì. Chúng ta sẽ tiếp tục với tình huống của chương trình. Bóp cho gì? Con đi. Trời đất ơi, đó tôi nói bóp gì đó, ăn cho dữ rồi không chịu tập thể dục đó, bây giờ đau nhức xương khớp gì đó. Trời, nó mỏi tay chứ nhức xương khớp gì. Cái sao vụ vậy? Mà xương khớp này nè, là má biết ở đâu ra không? Ở đâu? Con bị lây đó. Trời ơi, xương khớp mà nghe bị lây hả? Lần đầu tiên má nghe, mà ai lây cho con, nói đi. Ai lây? Còn ai nữa? Cháu ngoại của má, con của con nó lây cho con đó. Đừng có nói bậy bạ nè. Má thấy nó cao, nó phát triển chiều cao tốt quá mà lấy cái gì? Thì đúng là cái chiều cao của nó lúc nào cũng phát triển đúng cái tiêu chuẩn. Ừ. Nhưng mà vì phát triển chiều cao nhanh quá nên nó không có đủ dưỡng chất để nó nuôi xương, nên thành thử ra nó đâm ra cái chuyện mà nó đau nhất rồi nó mỏi này kia nọ. Con phải ngồi con bóp cho nó hàng ngày, hàng đêm, hàng giờ, những lúc nó mỏi. Rồi con bị lây mỏi luôn. Bây giờ má bóp này con. Trời ơi, tội nghiệp cháu tôi quá, vậy mới ba lớn mà bị vậy hả? Thôi còn ngồi đây chứ, nó đi về bệnh, lo cho em đi. Nó thiếu cái gì thì bổ sung cái đó. Thiếu cái gì bổ sung cái đó, nhưng mà mình bổ sung phải từ từ. Ví dụ như cho nó ăn thì buổi nào phải cho nó ăn hết. Chứ bổ sung bằng cách nào giờ? Nghĩa là có bổ sung bằng thực phẩm nấu ăn mỗi ngày cho nó đó hả? Thì đúng rồi. Không có được, em là đang tuổi phát triển, đang tuổi ăn tuổi lớn. Bé bị cái gì là phải đi bác sĩ khám đàng hoàng người ta. Trời ơi, chứ y là hậu quả khôn lường đó nghe cô. Có con mà không biết gì trơn trọi à. Trời má ơi. Cái gì? Ở bên nhà con căng thẳng, con qua đây con nấp chút xíu, đặng má bóp tay giùm con cho đỡ mỏi. Cái má qua má nói hơi con nhức đầu luôn á. Về dắt em đi khám liền cho tôi. Trời ơi, không phải là ăn uống bằng rau củ mà rủ chất đâu ông ơi. Trời, cái chuyện con nít thôi mà, nó thiếu chất chút xíu vì nó tăng trưởng quá nhiều nó nên nó mỏi. Chứ làm gì mà hậu quả khôn lường. Trời ơi, cái đó nhiều khi ta phải uống thuốc nữa đó. Trời ông ơi, trời ơi, y không hà. Trời ơi, chết rồi, nhức đầu quá à. Ờ thì nó lo nó ăn không hà. Mẹ thì mập càng ngày càng bự, còn con ốm nhơ mà cao nghệu hà, thiệt tình luôn á. Qua tình huống gia đình ta thấy rằng là rất nhiều ông bố bà mẹ đang không quan tâm đến cái việc gọi là thay đổi cái hệ xương khớp của con trẻ, và hình như chủ quan coi thường cái chuyện đó. Nó thôi nhức chút là xong rồi, thậm chí chắc là vậy thì nó phát triển vậy thì thôi vài bữa là hết thôi. Vậy thì bác sĩ cho biết là nếu cái cha mẹ không quan tâm điều đó thì hậu quả nó như thế nào, và nếu nó kéo dài cái việc đau nhức xương khớp cũng như là mỏi chân mỏi tay của trẻ thì nó như thế nào ạ? Tôi có thể cụ thể theo khoa học, những nhà khoa học người ta chú ý nhất là trường đại học Darkin của Úc đó. Người ta có một số những cái công trình nghiên cứu rất là cụ thể. Khi mà các cháu có cái sự tăng trưởng của cái xương á, thì về mặt hình thái học á, thì cái xương nó dài ra nhưng mà cái mật độ xương nó chưa phát triển được. Có nghĩa là xương có thể bị loãng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân là do chúng ta chưa có chú ý trong cái vấn đề bổ sung những cái khoáng chất, yếu tố vi lượng cần thiết, đặc biệt là những cái vitamin để làm sao cái xương nó chắc và nó khỏe. Chính vì vậy mà trong cái giai đoạn này, nếu mà chúng ta coi thường, chúng ta nghĩ là cái bệnh đau chân tay của bé trong thời kỳ dậy thì á, chỉ là những cái chuyện nó thường thôi, không cần quan tâm, thì nếu như mà em bé mà không may vận động quá nhiều thì cái vấn đề nứt xương, gãy xương rất là dễ xảy ra. Do cái xương nó loãng, mật độ xương nó chưa có chắc giống như là những người trưởng thành. Do đó thì nếu mà vận động quá mức thì chúng ta thấy rằng là ở các em thường xuyên có thể xảy ra tình trạng nứt xương, gãy xương.
thì đây là cái hậu quả thường gặp, và khi mà bị ảnh hưởng như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như là chất lượng sinh hoạt cuộc sống của các cháu. Do đó chúng ta cần chú ý là làm sao chúng ta bổ sung đầy đủ những cái dưỡng chất, khoáng chất kịp thời vào cái giai đoạn đó để bé phát triển chiều cao tối ưu, kèm theo vấn đề cải thiện sự đau đớn trong cái giai đoạn các bé đang lớn trong cái tuổi dậy thì. Các bậc cha mẹ rất là thương con. Khi mà con đau nhất á thì thấy lo là cha mẹ chạy ra mua thuốc giảm đau. Hay là đau chỗ nào cứ nói là con đau có chân cái mua thuốc về trị, đau chân đau ở tay nó mua thuốc gì được, cái cha mẹ có cứ cho con thuốc như thế mặc dù nó hết liền. Nhưng sau đó có những người nói rằng là sau đó con tôi bị xuất huyết dạ dày luôn và uống nhiều quá nó không có tốt. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có những cái phương pháp nào để có thể giúp cho các bậc phụ huynh, giúp cho con không có đau đớn như thế, và thêm những cái dưỡng chất mà nãy bác Đinh Thạc vừa mới nói, dưỡng chất nào cần thiết cho trẻ trong cái giai đoạn này? Đối với các bậc phụ huynh, nhất là vùng nông thôn á, thường thì đau đâu chị đó, tức là cứ đau thì ra nhà thuốc mua thuốc giảm đau. Đó là một trong những cái gọi là thể hiện cái tình yêu thương nhưng mà chưa có đúng, có thể gây những cái nguy hại đến sức khỏe. Có một số các bậc phụ huynh cứ nghĩ là khi mà các cháu bị sưng, bị đau khớp á, thì ra uống kháng sinh, dẫn đến tình trạng lên kháng sinh rất là cao, làm cho cái vấn đề điều trị sau này rất là gặp nhiều khó khăn. Và một số phụ huynh thì sử dụng những loại kháng viêm corticoid á, những cái loại đó uống liều không đúng, liên tục như vậy nó sẽ gây viêm rồi dẫn đến loét dạ dày, làm xuất huyết bao tử, rất là nguy hiểm. Và một trong những cái mà người ta chấp nhận được ấy là chúng ta sử dụng những loại thuốc giảm đau thông thường thôi. Cái điều quan trọng nhất là đi khám xem cái đau đó có phải do bệnh lý hay không. Nếu do bệnh lý là mình phải điều trị cái bệnh lý đó thì em bé nó phải hết đau được. Còn đã loại được cái bệnh lý rồi là do đau tăng trưởng, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải bổ sung những cái dưỡng chất cần thiết cho các cháu trong cái giai đoạn này. Mà cụ thể nhất là chúng ta phải bổ sung canxi. Canxi dễ hấp thu như là canxi nano, rồi một số những yếu tố khác ví dụ như là kẽm, mangan, magie, brom, vân vân, rất là nhiều thứ. Và khi mà có canxi rồi chúng ta cũng cần phải bổ sung cái yếu tố đó là vitamin D3 và MK7 để cái canxi được hấp thu vào trong xương, xương với phát triển tốt và mật độ xương chắc tốt như vậy cũng sẽ giúp giảm đi những cái cơn đau cho các cháu. Và khi bổ sung như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện liên tục để cái vấn đề cải thiện cái cơn đau nó có hiệu quả. Tại vì nếu mà chúng ta chỉ uống vài ba ngày thì nó sẽ không có hiệu quả được. Và hiện nay thì cũng đã có những cái sản phẩm nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho các cháu trong cái giai đoạn đau khớp, đau chân trong tuổi dậy thì. Thì cái sản phẩm Vitin hiện nay cũng đã được sử dụng rộng rãi trên thị trường và được các bậc phụ huynh sử dụng rất là nhiều. Khi các cháu uống vào thì ngoài cái tác dụng là tăng chiều cao thì nó cải thiện luôn những cái cơn đau đớn. Và cũng không quên là chúng ta nên duy trì một cái chế độ ăn thật là tốt. Những cái chất dinh dưỡng từ thức ăn là cái nguồn thực phẩm cung cấp năng lượng rất là tốt cho các cháu để các cháu phát triển. Thì nó sẽ giúp cải thiện cái tình trạng đau khớp của các cháu trong lúc mà các cháu đang nằm trong cái giai đoạn dậy thì. Khi con gái tôi bị đau nhức và mỏi chân, đau cổ vai gáy ấy, thì tôi có sử dụng phương pháp đấy là tôi đã đặt ở quê cái rượu 50 độ ấy, cộng với gừng tôi băm nhỏ ra và tôi pha vào một cái hũ để đấy. Vài ngày thì sau tôi lấy cái đấy để tôi xoa chân cho bé. Ngoài ra thì tôi có bổ sung cho con cái phần ăn uống. Nhưng mà một thời gian vài ngày thì tôi cũng thấy cái tình trạng đấy không hề giảm. Cháu vẫn cứ đau nhức cũng làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cháu ấy. Tôi rất lo lắng đến cái tình trạng của con mình. Cho nên tôi có chia sẻ một chị bạn ấy, con năm nay là 15 tuổi. Thì chị có bảo với tôi rằng là tôi hỏi đúng người. Và chị ấy đưa cho tôi một cái tên đấy là sản phẩm viết tin của công ty dược phẩm Vinh Gia. Chị ấy bảo đây, mày về tự tìm hiểu đi. Chứ bản thân con chị là đã uống cái này và đấy, cái chiều cao của con chị mày tự thấy đấy. Và đúng là con chị ấy bây giờ là 15 tuổi nhưng có một cái chiều cao phát triển tương đối là ổn định, thậm chí là lý tưởng cơ. Thì lúc chị chia sẻ thì tôi cũng đã rất là tin tưởng vào cái sản phẩm đấy rồi. Nhưng mà tối đến thì về hai vợ chồng cũng có lên mạng tìm hiểu một số thông tin về cái sản phẩm viết tin này. Tôi được biết là trong cái sản phẩm viết tin này ấy, có bộ ba thành phần đấy là canxi nano, vitamin D3, MK7 cùng với rất nhiều dưỡng chất để giúp cho phát triển của xương. Đấy là kẽm, magie, đồng và đặc biệt đấy là chondroitin. Cái thành phần cái MK7 của Vitin ấy thì nó rất là đặc biệt, nó giúp cho sự hấp thụ vận động, vận chuyển tối đa canxi vào xương, giúp trẻ hết đau mỏi chân tay và phát triển cái chiều cao tối đa. Sau một tháng sử dụng sản phẩm Vitin ấy thì cái tình trạng đau nhức mỏi của con gái tôi đã được thuyên giảm rõ rệt. Và từ đấy đến đi thì cứ định kỳ hàng 3 tháng 1 tôi có mua sản phẩm Vitin về cho con gái dùng. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Vitin hân hạnh đồng hành cùng chương trình.
Con muốn được cao hơn, phát triển trí tuệ. Con muốn có cơ thể khỏe mạnh để thành công hơn trong cuộc sống. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bitin chứa bộ ba canxi dạng nano, vitamin D3, MK7 và các dưỡng chất thiết yếu. Nhờ đó hỗ trợ cho trẻ phát triển chiều cao và có xương luôn chắc khỏe. Bitin giúp nâng tầm cao và trí tuệ. Sự phát triển về thể lực, tầm vóc và trí lực của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chế độ dinh dưỡng, di truyền, luyện tập thể thao và môi trường sống. Trong đó chế độ dinh dưỡng là quan trọng nhất. Bởi vậy, chế độ dinh dưỡng cần đầy đủ và cân đối, mà quan trọng nhất là canxi, vitamin D và đặc biệt là MK7. Thực phẩm chức năng Previtin 2 và Previtin 3 có công dụng giúp trẻ phát triển chiều cao, phòng và hỗ trợ điều trị còi xương, giúp xương và răng phát triển chắc khỏe. Mỗi gói cốm chứa canxi dạng nano, vitamin D3, MK7 và các khoáng chất quan trọng. Trong đó, vitamin D3 và MK7 giúp canxi hấp thụ vào tận xương, giúp xương phát triển chắc khỏe và dẻo dai. Đặc biệt, Previtin 2 còn có thêm tác dụng tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Previtin 3 giúp phát triển trí não và bảo vệ mắt cho trẻ. Previtin 2 và Previtin 3 thích hợp dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi. Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900545439. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ngon quá. Cô ơi cô, đồ ăn trong tủ lạnh nhóc thì cô không ăn, cô đi mua tùm lum ăn vậy. Còn gì giống đâu? Trong đồ tủ lạnh con làm sạch sẽ. Sạch sẽ luôn, từ cherry cho tới cóc ổi luôn. Trời ơi, thôi ăn hết chưa? Ăn lẹ đi, rồi đi về nhà đó bóp dầu, bóp cẳng, bóp chân cho cháu ngoại tôi đi. Bóp chị? Thì nó đau nó nhất. Tội nghiệp em, con nít mới có mười mấy tuổi mà như là ông già 80 tuổi vậy đó. Lúc nào cũng đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia là sao? Hết rồi, nó hết nhất luôn rồi. Hết đau nhất? Hết rồi. Đừng có nói tôi là mấy người cho con, mấy người uống thuốc giảm đau nha. Tôi nói rồi nghe, uống thuốc giảm đau mà lợi dụng nó là không có tốt đó. Con cho bé Ti uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hôm nay hết đau nhất chân rồi. Thực phẩm là cái gì, sản phẩm là cái gì? Bởi vì nãy giờ con ngồi chờ má quá chừng trời luôn. Má mà tới trễ chừng 10 phút là con ăn luôn rồi. Ăn cái gì? Trời anh đi ăn quá trời, còn ăn gì nữa? Chà đây, ăn cái này. Trời ơi, đồ ăn. Mà nó giấu cái gì vậy trời? Cái này nè, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của con nè. Cái này hả? Vitin. Cái này là mấy đứa nhỏ xài được hả? Cái này nè, má biết không? Má cầm đi. Ở trong đây á, là có những cái thành phần tự nhiên. Đầu tiên á, là có canxi mà dạng nano. Rồi song song đó là có vitamin D3. MK7. Nhưng mà đâu đơn giản là hấp thụ được liền. Phải có những cái chất bổ sung và hỗ trợ, ví dụ như kẽm, magie, chondroitin, nói chung là nhiều chất tự nhiên lắm. Nói như chuyên gia vậy ha. Ê, cái này rồi cháu nội của ông Tư uống được không ta? Đúng tại rồi. Vì nó 15 tuổi. Trời ơi, mà thanh niên trai tráng nó nghe mà tao nó nhức mỏi như ông già vậy đó. Con nghĩ cái này uống được á. Ê, mà nói nghe nè. Má đó thì má chỉ nghĩ là mấy đứa nhỏ mà nó mình phải bổ sung canxi cho nó. Vậy là đủ rồi. Rồi uống ba cái này có hại không? Có an toàn không? Nó rất an toàn. Vậy là an toàn phải không? An toàn. Ồ, vậy thì để má về má chỉ cho ông Tư mua cho cháu nội muốn. Dạ. Trời đất ơi. An toàn và hiệu quả đúng không? Hiệu quả. Qua thực phẩm vừa rồi thì có một vấn đề đặt ra thưa bác sĩ Đinh Thạc. Vậy thì tại sao phải có cái bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 thì cái khả năng chiều cao của trẻ mới vượt trội và trẻ không có đau nhức xương cũng như là mỏi tay chân ạ. Các dưỡng chất đó có trong viên uống tăng chiều cao Vitin với những ưu điểm nổi bật sau đây. Cái đặc tính đầu tiên đó là cái thành phần canxi nano. Đây là một trong những cái thành phần canxi được hấp thu dễ nhất, tốt nhất. Có nghĩa là cái khả năng hiệu quả hấp thu canxi nó rất là tốt. Cái đặc tính thứ hai đó là cái thành phần trong cái sản phẩm này là đa khoáng chất, rất nhiều những cái yếu tố dinh dưỡng vi lượng cần thiết cho cơ thể sẽ giúp cho xương sụn phát triển tốt, đặc biệt là giúp những trẻ mà đang trong giai đoạn tăng trưởng phát triển tối ưu về chiều cao, rồi phát triển về trí não. Ví dụ như là trong đó nó có yếu tố, ví dụ là có kẽm, có mangan, có magie, có brom, vân vân, đặc biệt là có chondroitin. Chondroitin là một trong những chất rất tốt cho cái sụn và cái yếu tố DHA để giúp phát triển trí não cho các cháu. Rồi cái lợi điểm rất là quan trọng nữa đó là cái thành phần ở trong đấy ngoài canxi nano sẽ có thêm cái hai cái đi kèm mình gọi là bộ ba, đó là vitamin D3. Tại vì vitamin D3 sẽ là cái người đồng hành với canxi để giúp canxi được hấp thu vào những cái nơi cần thiết, đặc biệt là xương và răng. Nhất là xương á, thì có canxi được hấp thu tốt thì xương sẽ vững và chắc.
sẽ có thể giảm đi cái những cái khó chịu đau nhức của các bé trong giai đoạn dậy thì. Và một yếu tố nữa rất là quan trọng đó là thành phần MK7. MK7 mình còn gọi là vitamin K2 đó. Đây là một trong những cái chất được chiết xuất từ cái mầm đậu tương lên men theo phương pháp natto của Nhật Bản. MK7 nó giống như là người dẫn đường, có nghĩa là nó đưa canxi đến những nơi cần đến, cần sử dụng, ví dụ như là xương và răng vân vân, và loại canxi ra những nơi không cần thiết, ví dụ như là ở thận, ở gan, ở mô, tế bào, ví dụ như là mạch máu, để loại đi những cái bệnh lý sau này có thể xảy ra, ví dụ như là gây ra sạn thận này, có thể gây xơ vữa mạch máu vân vân, rất là nguy hiểm cho những cái cơ quan bộ phận đó. Thành phần quan trọng nữa là chondroitin, nó sẽ giúp cho những tế bào sụn tăng trưởng và bảo vệ rất là tốt, chống lại sự phá hủy những cái lớp sụn, thì cũng là cái cách để giúp cho các cháu tăng trưởng chiều cao tốt và không gây ra đau đớn khi mà các cháu vận động. Đây là một trong những cái sản phẩm mà đã được Hàn Quốc và Nhật Bản áp dụng để cải thiện chiều cao cho giống nòi của dân tộc, đã rất là thành công. Và hiện nay các bạn thấy là ở Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của nam và nữ thanh niên đều tăng rất là cao, tăng rất là nhanh. Thì đây cũng là bài học cho chúng ta để có thể tiếp nối để cải thiện chiều cao cho các bé từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành. Dạ. Ngoài bổ sung canxi cũng như những cái dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, các bậc phụ huynh cần phải làm điều gì nữa để có thể con sẽ không có bị đau nhức xương rồi mỏi chân tay một cách hiệu quả nhất? Ngoài những cái vấn đề mà chúng ta bổ sung đầy đủ những cái khoáng chất dinh dưỡng cần thiết cho các cháu trong thời kỳ dậy thì để giảm đi cái sự đau đớn, đau nhức tay chân, đau khớp vân vân, thì chúng ta sẽ có thêm những cái biện pháp khác. Ví dụ như là chúng ta cần có một cái chế độ ăn nó phù hợp, tạo cái điều kiện phát triển tốt nhất. Thêm vào đó thì chúng ta cũng nên động viên các cháu luyện tập những cái môn thể thao thể lực nó phù hợp. Ví dụ tôi có thể kể như là bơi lội hoặc là những cái môn mà giúp tăng trưởng chiều cao, ví dụ như là bóng rổ, bóng chuyền. Và chúng ta hạn chế cái vấn đề luyện tập quá mức, và đặc biệt là những cái môn thể thao gây sức đè sức nặng. Chúng ta nên có một cái chế độ sinh hoạt vui chơi nó thư giãn thoải mái thì nó cũng giảm đi đau đớn. Và nếu cần thiết hỗ trợ thì chúng ta có thể sử dụng những biện pháp giống như là nhà chị Anh Trúc, tức là chúng ta có thể xoa bóp cho các cháu thì nó cũng làm giãn mạch máu, nó giãn cơ, giãn dây chằng thì cũng làm cho các cháu dịu đau và đi vô giấc ngủ cho tốt. Và một trong những cái nữa là chúng ta nếu mà thấy nghi ngờ những cái đau đó nó kéo dài hoài nó không hết thì cũng nên có thời gian để đưa các cháu đến khám bác sĩ xem là ngoài cái đau do tăng trưởng thì có liên quan đến cái đau đớn do bệnh lý hay không, để chúng ta sớm có những cái biện pháp điều trị để giúp cho cuộc sống của các cháu nó tốt hơn. Ngay bây giờ thì sẽ có những cái câu hỏi gửi trực tiếp về cho bác. Xin chào bác sĩ Đinh Thạc, tôi hiện đang có con trai 12 tuổi. Bé nhà tôi thi thoảng thì cũng bị đau nhức mỏi chân. Đi gặp bác sĩ thì tôi được biết là cháu bị nhức mỏi chân tăng trưởng tuổi dậy thì và được bác sĩ khuyên dùng canxi nano, vitamin D3, MK7 cho cháu. Vậy tôi nên dùng sản phẩm nào chứa có ba chất trên để điều trị nhức mỏi tăng trưởng tuổi dậy thì cho nó tốt ạ? Đối với một cháu 12 tuổi thì đây là cái giai đoạn đang cần có sự hỗ trợ cho các cháu có cái đà để tăng trưởng cho tốt. Nếu mà chúng ta có một cái chế độ dinh dưỡng tốt thì hầu như là các cháu sẽ có điều kiện phát triển tốt về vấn đề này. Tuy nhiên thì cũng cần phải bổ sung thêm những cái yếu tố vi lượng, những cái khoáng chất, những cái vitamin cần thiết. Cái vấn đề phát triển chiều cao nó lệ thuộc rất nhiều vào yếu tố đó là canxi. Thì hiện nay cũng đã có cái sản phẩm để gia đình chúng ta có thể sử dụng, đó là sản phẩm Viptin. Đây là một trong những sản phẩm mà hỗ trợ rất tốt cho các cháu trong cái giai đoạn tăng trưởng dậy thì. Cái giai đoạn này như chúng ta biết rằng có những em thì cái sự tăng trưởng của xương, của khớp nó sẽ gây những cái khó chịu, đó là đau nhức, làm cho các cháu cảm thấy không có thoải mái. Đôi khi có những bé nó đau quá, nó chịu không được, nó khóc. Thì cái sản phẩm Viptin này cũng đã cải thiện được cái vấn đề đó khi mà chúng ta bổ sung đầy đủ cho các cháu ba cái thành tố quan trọng, đó là canxi nano này, vitamin D3 và MK7, để cái vấn đề hấp thu canxi tốt cho xương. Khi mà canxi được hấp thu tốt thì xương sẽ có cái độ chắc và bền, thì nó sẽ giảm đi cái vấn đề đau nhức. Rồi cái cơ, cái dây chằng, cái khớp nó cũng được cải thiện. Và một trong những cái điều quan trọng đó là khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sử dụng nên có một thời gian liên tục và kéo dài. Thì một đợt thường kéo dài từ 3 đến 6 tháng để tác động lên cái sự phát triển của xương nó được liên tục, sẽ giúp cho các cháu có cái sự tăng trưởng đều đều. Và đây là một trong những sản phẩm rất là tốt và hầu như nó không có gây những tác dụng nguy hiểm, những tác dụng phụ hầu như là mình chưa có thấy xuất hiện ở các cháu. Khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm này thì chúng ta cũng sẽ bớt đi những cái căng thẳng lo lắng. Ngoài cái vấn đề bổ sung cái yếu tố khoáng chất vi lượng cần thiết, đó là canxi nano, MK7, vitamin D3, thì cũng khuyên em bé trong cái tuổi 12 này nên có cái sự luyện tập thể lực, cũng là cái cách để giúp nâng cao sức khỏe, cũng là cái cách để giúp cho cái sự phát triển chiều cao nó được thuận lợi hơn.
Xin chào bác sĩ, con gái tôi năm nay 10 tuổi nhưng so với các bạn cùng lứa thì thấp hơn cái đầu. Tôi sợ cháu bị lùn, gần đây cháu có dấu hiệu cao nhanh và thường xuyên kêu đau nhức mỏi chân tay buổi tối. Phải xoa bóp một lúc lâu thì cháu mới đỡ và ngủ được. Vậy xin hỏi bác sĩ, tôi có thể cho con tôi dùng viên Vitin chứa bộ ba thành phần canxi nano, vitamin D3 và MK7 để phát triển tốt chiều cao và khắc phục đau nhức mỏi chân tay vào buổi tối cho bé được không ạ? Tôi xin cảm ơn. Giống như chúng ta đã nói ngay từ đầu chương trình á, thì các bé bắt đầu từ 8 tuổi, 10 tuổi hoặc là 12 tuổi bắt đầu có những cái biểu hiện dậy thì. Như chị khán giả vừa thông báo á, thì có những cái biểu hiện là em bé nó cao nhanh. Khi cao nhanh như vậy á, thì đồng nghĩa là sẽ có thể xuất hiện những cái cơn đau nhức ở chân, ở tay vân vân. Thì khi mà cái xương nó dài nhanh như vậy thì cái cơ nó chưa tăng trưởng cho kịp. Thì khi mà kéo căng cái xương ra như vậy sẽ làm cho những cái cơ nó bị căng, nó sẽ làm gây đau đớn, nhất là vào ban đêm. Gia đình cũng đã chú ý cái vấn đề sử dụng sản phẩm để làm sao cải thiện được cái tình trạng đau nhức cho các cháu. Khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm thì chúng ta lưu ý đây là sản phẩm có thể sử dụng cho trẻ từ 10 đến 18 tuổi. Em bé nhà mình là đúng cái độ tuổi đó. Trong cái viên uống đó thì nó bổ sung rất là đầy đủ những cái dưỡng chất, khoáng chất cần thiết, nhất là bộ ba, đó là canxi nano, vitamin D3 và MK7 để làm sao cho cái vấn đề hấp thu canxi nó hiệu quả và an toàn. Canxi nó dư thừa trong cơ thể quá thì nó cũng không tốt. Và nó thiếu quá thì cái vấn đề đau nhức nó sẽ tồn tại hoài. Và cái sản phẩm Vitin đã làm được điều đấy. Bên cạnh đó thì sản phẩm Vitin nó cũng mang lại tốt cho cái sự phát triển của sụn nữa. Tức là trong đó có chất chondroitin, nó bảo vệ cái sụn mình nó không bị phá hủy. Cũng là yếu tố góp phần tăng trưởng chiều cao. Và yếu tố DHA để giúp cho bé nó có thể phát triển trí não một cách tốt nhất. Khi mà sử dụng sản phẩm thì chúng ta nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Và phải sử dụng liên tục thường xuyên thì cái hiệu quả nó mới đạt được theo như mình mong muốn. Mỗi một đợt chúng ta sử dụng như vậy á, thì chúng ta cũng nên đánh giá lại cái vấn đề cải thiện cái dấu hiệu trên em bé. Có thể là em bé sẽ giảm đi những cái lần đau nhức chân tay và tăng trưởng được cái chiều dài. Gia đình cũng không quên cố gắng tiếp tục khuyên các bé vận động thường xuyên, tập luyện thể lực để có một cái sức khỏe dẻo dai, một cái sức đề kháng tốt để phòng tránh bệnh cũng rất tốt cho sức khỏe. Và có một cái giấc ngủ thật là đầy đủ để có một cái sức khỏe nó tối ưu và một cái chiều cao phát triển sau này lý tưởng. Chúng ta sẽ đến với tủ thuốc gia đình. Vitin hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Bé nhà chị Trúc Anh năm nay 13 tuổi. Khi bắt đầu ở độ tuổi dậy thì, bé thường xuyên bị đau nhức, mỏi chân và tay. Những tưởng cô con gái của mình sẽ phải sống chung với căn bệnh cho đến hết giai đoạn dậy thì. Thế nhưng sau nhiều ngày tháng mày mò tìm hiểu, cuối cùng chị Trúc Anh cũng đã quyết định một phương pháp cải thiện chứng đau mỏi chân của con. Tôi đã sử dụng sản phẩm viên uống Vitin cho con gái. Bởi vì trong các cái thành phần của Vitin nó có 3 cái thành phần chính. Đấy là vitamin D3, canxi nano và MK7. Cùng các dưỡng chất như là magie, đồng, kẽm và silic cùng với cái chất là chondroitin. Trong cái thời gian đầu sử dụng sản phẩm ấy thì con gái tôi đã hết cái tình trạng đau nhức mỏi chân tay và tôi đã tin dùng sản phẩm một thời gian khá dài thì bây giờ tôi thấy chiều cao của con tôi phát triển khá là tương đối. Nhờ Vitin mà hiện tại em không còn bị đau nhức chân tay như trước nữa. Đặc biệt là em có thể là ăn ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn. Từ lúc uống Vitin thì là em có thể khuân vác được những đồ nặng mà không lo khựng hay là bị đau nhức. Không những thế, từ lúc uống Vitin em cảm thấy như là mình cao hơn 7cm nữa. Để đạt được hiệu quả tối đa, chị Trúc Anh đã thực hiện việc bổ sung dinh dưỡng kết hợp với việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất, sinh hoạt điều độ, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc cho bé. Giờ đây bé có thể tự tin sánh vai cùng các bạn bè đồng trang lứa mà không lo bị còi xương thấp nhỏ hơn các bạn. Vì vậy bé luôn vui vẻ và coi mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Một lần nữa thì cảm ơn bác sĩ Đinh Thạc rất là nhiều đã chia sẻ những kinh nghiệm rất là quý báu dành cho những ông bố bà mẹ có thể giúp cho con mình không có đau nữa và cũng nên quan tâm cái giai đoạn này nhất. Bởi vì giai đoạn này mới giai đoạn thì là quan trọng. Nhưng mà để nó vượt qua mà trẻ quá đau hoặc là có một cái bệnh lý về xương khớp thì rất là nguy hiểm cho trẻ. Cảm ơn sự Đinh Thạc. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Vitin giúp nâng tầm cao và trí tuệ Việt của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Xin chào. Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bốc A canxi nano, vitamin D3 và MK7.